tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Đinh Tỵ đang theo dõi chuyên mục tử vi mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 về vận trình tử vi chi tiết tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng vượt qua bao trở ngại, chớp được thời cơ, trúng số bất ngờ, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hoa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng điểm qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 nhé. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, xương con rắn, tướng tinh con chim cú, con nhà huỳnh đế, số phú quý, cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng. Đinh Tỵ, cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi đến tuổi trung niên thì hưởng được một cuộc sống khá đủ đầy, phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Dựa theo lá số tử vi cho thấy, Đinh thuộc hành hỏa và Tỵ cũng vậy. Do đó năng lượng hỏa kép ngày càng tăng, thêm sự hấp dẫn cho người tuổi Tỵ. Những người sinh năm Đinh Tỵ có nghĩa là rắn lửa, luôn rất năng động, hăng hái cả về thể chất và tâm trí. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Tỵ 1977 còn rất khôn ngoan, thông minh và thích những thứ mang tính sáng tạo. Đôi lúc họ cũng rất tò mò, thích khám phá trải nghiệm những vùng đất mới và thử thách mới. Trong cuộc sống hàng ngày, người sinh năm 1977 rất thân thiện và dễ giao tiếp. Con giáp này không ngại ngần thể hiện quan điểm của bản thân trong tập thể và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Đinh Tỵ rất nhiệt tình, gợi cảm, nhưng dễ đa nghi và thường hay ghen tuông. Rắn lửa rất hay và rất thích thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá, đôi khi họ còn áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. Cho nên muốn trở thành người bạn đời của Đinh Tỵ, bạn nhất định phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Cuộc đời của nam mạng tuổi Đinh Tỵ phải trải qua khá nhiều sóng gió, nhưng đến trung vận lại được hưởng một cuộc sống đủ đầy. Số phận phải nhờ đến người thân và họ hàng mới có thể phát triển được sự nghiệp cuộc đời. Danh vận của con giáp này không lên cao, nhưng vẫn nhẹ nhàng yên ổn, cuộc sống diễn tiến theo mức độ bình thường. Còn nữ giới tuổi Đinh Tỵ cuộc đời có đôi chút khổ cực, nhưng thời kỳ trung vận sẽ gặp nhiều may mắn. Họ có công việc ổn định và tạo ra tiền bạc, đủ ăn, đủ tiêu, chứ không thật sự giàu sang phú quý. Tiếp theo là tổng quan vận trình tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ 1977. Tử vi tháng 10 năm 2023, Đinh Tỵ âm lịch chỉ ra rằng chính cách phản ứng với sự cố một cách khôn ngoan và bình tĩnh, nên không có vấn đề gì ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn trong tháng mới này cả. Sang tháng 10 âm lịch, bản mệnh được thiên đức cát tinh trợ mệnh, vận trình trên đà thuận lợi, tiến trình công việc diễn ra suôn sẻ, làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn và tìm cách hãm hại. Tuy nhiên, vận quý nhân khá vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Vận trình tài lộc duy trì ở mức ổn định, các khoản thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy một khoản tiền khá lớn để dùng cho tương lai. Có điều cẩn thận với tiểu hao hung tinh có thể bị đánh rơi hay mất tiền của. Tình cảm lứa đôi có tiến triển theo hướng tích cực, người độc thân từng có nỗi đau tình cảm trong quá khứ, có cơ hội tìm được tình yêu mới. Gia đạo yên ổn, có tin vui về chuyện con cái. Tinh thần Đinh Tỵ phấn khởi là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe ổn định. Có điều chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng cẩn trọng kẻo gặp họa hình thương. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát về tuổi Đinh Tỵ thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo lịch vạn niên, đây là thời điểm cuối năm, đồng thời cũng là lúc để cho tuổi Đinh Tỵ gặt hái thành quả xứng đáng trong sự nghiệp, sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi. Tháng này được thiên đức cát tinh nâng đỡ, các hung tinh không còn tác động mạnh như trước, công việc trong tháng tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt,
Hầu như chỉ cần làm theo kế hoạch là bạn đã có được kết quả lý tưởng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Vận khí hanh thông giúp tinh thần làm việc của Đinh Tị thêm hăng say, nhiệt huyết, vì thế mà mưu sự càng dễ thành, có thể tính toán chuyện lớn, mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề. Đường quan lộ đang thênh thang rộng mở, chào đón những ai thực sự cầu thị và có chí tiến thủ, dù là nhân viên bình thường. Hai người đã có chức vụ trong tay, chỉ cần bạn thực sự mong muốn và phấn đấu, con đường thăng tiến ngày thêm thuận lợi. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng, vì chỉ một vài khó khăn trước mắt, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng, với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân. Tuổi Đinh Tị có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi với tỷ lệ thành công cao. Trong tập thể, hãy mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để tạo thêm bước đà thăng tiến cho mình. Có điều, trong tháng nguyệt lệnh lâm suy, lại có bạch hổ hung tinh rình rập, vẫn có kẻ thích ném đá đồng đội. Vì ghen ăn tức ở, tuổi Đinh Tị nên bỏ ngoài tai, tập trung vào việc của mình rồi thị phi sẽ qua. Về mặt tài lộc, theo tử vi năm 2023, nhìn chung tháng này chính tài vẫn ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ công việc hiện tại của bạn. Thứ tài tăng lên đôi chút, lợi cho các công việc kiêm nhiệm hay dự án đầu tư nếu có thể thu xếp thời gian hợp lý. Bản mệnh có thể kiêm nhiệm thêm các việc ngoài luồng, thu nhập cũng không tồi. Tuy nhiên, cần phân biệt việc chính và phụ, đừng để hiệu suất công việc bị giảm sút. Vì thế, thời điểm này bản mệnh nên tập trung phát triển, mở rộng công việc chính hơn là ôm đồm những việc ngoài luồng, hiệu quả không cao mà thu nhập cũng không tăng được là bao. Nếu sắp xếp thời gian hợp lý, Đinh Tị nên nâng cao kỹ năng chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc trong tương lai, chờ khi cơ hội tới là có thể tiến hành nhanh chóng. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng khoa học, tránh tình trạng nay lãi, mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Bản mệnh nên tránh xa những hạng mục đầu tư mang tính mạo hiểm, có tiền rảnh rỗi có thể đầu tư, nên chọn dự án mang tính an toàn, lợi ích nhưng mà đổi lại ít rủi ro. Về phương diện tình cảm, tử vi tháng 10 âm tuổi Đinh Tị không lý tưởng về phương diện tình cảm, giữa các cặp đôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột, sự hoài nghi khiến không khí gia đình căng thẳng. Khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình ngày càng lớn, điều đó khiến cho mọi thành viên trong nhà đều áp lực, thậm chí không muốn trò chuyện, chia sẻ ngay với người thân thiết nhất. Người độc thân tuy vượng đào hoa, nhưng phần lớn là đào hoa dữ, vì thế mà các mối quan hệ vừa mới bắt đầu đã vội chấm dứt, hoặc đẩy bạn đã rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không, hoặc giả luôn trong tình trạng ế bền vững. Xem phi tinh tháng, có nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng đông nam, gặp lục bạch cát tinh, đây được coi là phương vị vượng đào hoa trong tháng. Tại khu vực này, người tuổi Đinh Tị nên tăng cường đặt cây xanh hoặc là lọ hoa tươi để thúc đẩy đào hoa, tăng cường nhân duyên giúp gia đạo yên ổn, tình duyên thuận lợi. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng cho biết tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, Đinh Tị đi xa không có lợi, dễ gặp trục trặc. Sự cố bất ngờ về sức khỏe như nguy cơ, ngộ độc thực phẩm, ăn uống không hợp khẩu vị, thời tiết nóng lạnh đột ngột. Ngoài ra, tháng có bạch hổ hung tinh ảnh hưởng, tuổi Đinh Tị đi đứng cẩn thận, kẻo gặp tai nạn bất ngờ hoặc bị té ngã dẫn đến chấn thương chảy máu. Nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực và khả năng chống lại bệnh tật, bản mệnh lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh theo mùa. Trong đó nên ưu tiên nạp vào cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú cũng như cung cấp nhiệt lượng đủ đầy. Theo Đông y, vào thời gian này nên tàng tinh dưỡng âm tiềm dương, cho nên đây là thời điểm phù hợp cho việc bồi bổ giúp kiện cường thân thể. Nên bổ sung việc thực phẩm có tính ôn nhiệt, giúp trợ giúp dương khí của cơ thể như thịt dê, thịt cừu, thịt gà, chim câu, cá thu, hạnh nhân, hẹ, gừng. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Tị, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Đinh Tị may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh, hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều tiến triển tốt đẹp với con giáp này. Được nhiều cát tinh giúp sức, vận quý nhân của bạn cũng đang rất vượng, những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ. Bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt và xử lý vấn đề phát sinh,
một cách hiệu quả. Đây chính là nền tảng vững chắc cho lộ trình thăng tiến của bạn trong thời gian này. Được các tinh độ mệnh, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Công việc nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, có thể có một số những đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Phương diện tài chính lên xuống khá thất thường ngay từ đầu tuần, hung tinh kiếp tài xuất hiện, có thể là dấu hiệu phá tài, nên bản mệnh cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Chuyện tình cảm chưa có bước tiến nào rõ rệt, người độc thân hài lòng với cuộc sống tự do mình đang có và cũng có ý định thay đổi, trong tuần sẽ nảy sinh một vài mâu thuẫn, khiến cho khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình ngày càng lớn, điều đó khiến cho mọi thành viên trong nhà đều áp lực, thậm chí không muốn trò chuyện, chia sẻ ngay với người thân thiết. Tuần này, bản mệnh đi xa nhưng không có lợi, dễ gặp trục trặc, sự cố bất ngờ về sức khỏe như nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ăn uống không hợp khẩu vị, thời tiết nóng lạnh đột ngột nên chú ý đề phòng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dậu, sửu, tiểu nhân, mão, thân. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 62, 36, 89. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Tỵ, tháng 10 âm lịch 2023. Đây sẽ là một tuần khá khó khăn với tuổi Đinh Tỵ khi Bạch Hổ hung tinh án ngữ, đường công danh, sự nghiệp của con giáp này đứng trước nhiều thử thách. Ngay từ những ngày đầu tuần, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, khiến con giáp này một phen vất vả, hao tốn không ít công sức mới có thể hoàn thiện nhiệm vụ. Hơn nữa, tinh thần làm việc của Đinh Tỵ cũng khá thấp, có lẽ thời gian thảnh thơi trước đó làm bạn mà chưa thể bắt nhịp kịp. Với công việc làm việc, khiến tiến độ công việc không như dự kiến, bạn nên chấn chỉnh lại thái độ để không ảnh hưởng đến tập thể. Tài lộc nhìn chung vẫn khá dồi dào ở thời điểm này, nhưng kiếm được tiền không dễ dàng, bản mệnh sẽ phải vất vả mới có được tiền trong tay, chứ chẳng thể ngồi mát ăn bát vàng được. Kinh doanh, buôn bán, càng về cuối tuần thì vận trình càng lên, buôn may bán đắt, doanh thu khả quan hơn đầu tuần, may mắn là tình duyên như ý, các cặp đôi đã biết thấu hiểu và sẻ chia với nhau nhiều hơn. Mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn, ngay cả những cặp đôi rạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải về lại bên nhau, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Sức khỏe trong tuần có cải thiện hơn, không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, tuy bản mệnh vẫn nên để ý tới chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, thân, tiểu nhân, tuất, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lá. Con số phát tài, 20, 66, 83. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Tỵ, tháng 10 âm lịch 2023. Tuần này, Đinh Tỵ sẽ đón nhận nhiều tin vui, nên làm việc gì cũng năng động và nhiệt tình hơn. Cuộc sống của bạn có những thay đổi tích cực và những tin tức mới mẻ cũng sẽ theo đó mà đến. Vận trình sự nghiệp tuần này tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, những người Đinh Tỵ chớ nên để bản thân trong cảm giác thoải mái này quá lâu. Kẻo bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên thụt lùi. Hãy luôn đốc thúc bản thân tiến về phía trước. Đáng mừng hơn, bản mệnh này còn giúp may mắn trong hoạt động kinh doanh. Nếu có mục tiêu phấn đấu thì cứ mạnh dạn triển khai, bạn sẽ được quý nhân ở bên cạnh ủng hộ hết mình. Dù vậy, bạn cũng nên chú ý tiêu dùng hợp lý. Những người bạn sinh năm Tỵ có thể học thêm các kiến thức về đầu tư, hiểu rõ nguyên tắc của thị trường, nâng cao tỷ lệ đầu tư thành công cũng tức là tăng cường tích lũy tài sản cho tương lai. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ý, sửu, tiểu nhân, mão, hợi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Con số phát tài, 35, 88, 96. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Tỵ, tháng 10 âm lịch 2023. Công việc của bạn đang diễn ra rất thuận lợi, nhờ chính quan hậu thuẫn, bản mệnh có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt đúng đắn và kết quả mang lại là minh chứng rõ ràng. Những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua đi, vì vậy bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, phương diện tài lộc càng về cuối tuần càng có dấu hiệu đi xuống, con giáp này cần phải cân đối lại tài chính của mình. Hạn chế chi tiêu phung phí mà dễ rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần, hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng chi tiết để đảm bảo cho tương lai sau này. Được thái âm che chở, tuần này được dự báo là một tuần vượng duyên với Đinh Tỵ, những cặp đôi cũng sẽ có khoảng thời gian lãng mạn và ngọt ngào bên nhau, những mâu thuẫn xung đột trước kia cũng nhanh chóng được giải quyết một cách nhanh chóng và êm đẹp, tình cảm cũng ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt hơn, cũng tạo ra động lực để cả hai ngày càng tốt hơn.
Sức khỏe hơi đáng ngại, các bệnh về dạ dày hoành hành, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, mất ngủ, đinh tị ngoài việc sinh hoạt điều độ, thì nên đi khám bác sĩ để chẩn đoán đúng bệnh, kê đúng đơn thuốc, tránh tình hình ngày càng xấu đi rất nguy hiểm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, mùi, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xanh dương. Con số phát tài, 36, 80, 27. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, biết đủ là gia tài lớn nhất, vì khi đó ta mới trút bỏ những gánh nặng không cần thiết, tự tin thực hiện đam mê của mình và dễ dàng gặt hái thành công. Câu chuyện cuộc sống của người biết đủ. Một vị thiên sứ trên đường đi truyền tin đã tranh thủ chợp mắt ở một nơi thanh vắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy đã bị mất đi đôi cánh. Lúc đó, thiên sứ vừa lạnh vừa đói vì không còn sức mạnh, nhưng may mắn gặp được một người chăn cừu. Chàng chăn cừu thương cho hoàn cảnh hiện tại của thiên sứ nên cho mượn quần áo và đồ ăn. Anh không quên yêu cầu, việc giúp người khác là việc nên làm, nhưng anh hiểu rằng tôi không thể cấp đồ ăn và quần áo cho anh mãi được. Nếu anh định ở đây lâu thì anh phải làm việc giúp tôi. Thiên sứ đồng ý và ngày ngày chăn cừu, phải trải lông. Anh thu gom lại hết những chiếc lông bị rụng và kết thành đôi cánh mới. Sau khi thiên sứ khoác đôi cánh lên người, anh lại có được sức mạnh và bay lên cao. Thiên sứ vui mừng nói, tôi có thể thực hiện ước muốn của anh. Vậy anh muốn gì? Người chăn cừu háo hức, tôi muốn có 100 con cừu. Khi vừa nói xong anh đã có thêm 100 con cừu. Thế nhưng, sau một thời gian vất vả chăm nom số cừu quá lớn, anh lại xin thiên sứ, xin anh hãy lấy đàn cừu của anh về đi, tôi giờ cần một ngôi nhà. Ngay lập tức, anh có một ngôi nhà to đẹp, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy cô đơn một mình trong ngôi nhà đó, nên anh lại nói với thiên sứ, tôi không cần nhà nữa, tôi muốn có một con ngựa, nhưng đến khi có ngựa, anh lại chẳng biết nên đi đâu khi anh đã quen sống chăn cừu của mình ở đây. Người chăn cừu lại nói với thiên sứ, anh hãy lấy lại mọi thứ đi, tôi giờ đây đã hiểu, khi những nguyện vọng của tôi thành hiện thực, nó không những không đem lại niềm vui như tôi tưởng. Thiên sứ nói, anh thực sự không còn mong ước gì sao, tôi còn có thể cho anh một tính cách tốt. Người chăn cừu nói, tôi đã có một tính cách tốt nhất rồi, đó chính là biết đủ, vì thế tôi không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Biết đủ là gia tài lớn nhất, không gì có thể sánh bằng. Người chăn cừu đơn giản là đại diện cho mỗi chúng ta, kẻ luôn có tâm ham muốn từ thứ này tới thứ khác vì nghĩ rằng chúng có thể sẽ giàu có, hạnh phúc. Thế nhưng, đến khi đạt được điều mình muốn rồi, ta lại cảm thấy chán và bắt đầu lại muốn điều khác và dường như việc này không ngừng nghỉ để khỏa lấp sự trống vắng trong lòng mình. Điều này cũng tương tự như tâm lý của những đứa trẻ con khi nhận món đồ chơi chúng thích, chỉ vì được một lúc, chúng lại vòi vĩnh món đồ khác. Vì thế biết đủ là gia tài lớn nhất, vì nếu không thân ta cứ tất bật mà lòng cứ mãi lo toan, mong cầu thì làm sao có được hạnh phúc giữa biển trời, những ham muốn này chứ. Lời Phật dạy. Phật dạy về chữ tham. Lòng tham và nỗi khổ, vì tham danh lợi là vô biên, nhưng chớp mắt một cái mọi thứ cũng có thể tan như khói mây. Nếu ta cứ mãi quay cuồng trong đó, thì bao giờ cho hết khổ, vì thế, chỉ khi ta biết đủ, thân tâm mới mãi rạng ngời. Có những hạnh phúc thật giản dị, nên đừng để mãi đến khi phải đối diện với sinh tử, ta mới hiểu ra biết đủ là gia tài lớn nhất tại thời điểm đó. Danh lợi phú quý đều đã trở thành vô nghĩa cả, điều đó không có nghĩa là ta không cần theo đuổi chúng, mà phải biết theo đuổi, cũng phải biết lường sức vừa biết đủ. Ví dụ, người khác 5 năm thành công, ta chậm hơn thì 10 năm, 15 năm, điều quan trọng là bản thân ta phát triển lên từng ngày. Đừng làm việc gì quá sức, rồi chỉ chìm trong mỏi mệt, chán nản rồi bỏ cuộc, trong khi cái đích còn ở ta quá xa. Biết đủ rồi, ta mới đủ an lòng, đủ bình tĩnh để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng tâm thái điềm nhiên, biết đủ rồi mới có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm màu sắc, thêm niềm hân hoan hạnh phúc. Để có được điều đó, ta cần quan sát những cảm xúc khởi lên trong tâm mình và chiến thắng bản thân, cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận. Thay vào đó, hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, thêm tình cảm chân thành, có như vậy mới khiến cho cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời. Hầu hết chúng ta sống trong phúc mà không biết phúc, chỉ ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta. Nguyên nhân cũng vì đứng núi này, trông núi nọ, lòng tham quá nặng, dục vọng quá lớn mà nên, tuy mỗi người có cách sống khác nhau, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau, nhưng điều cần có trước tiên vẫn là một tâm thái biết đủ, thường tự cảm thấy an vui, không biết đủ là tự hại chính mình. Bất hạnh thường bắt nguồn từ bản thân mình, phiền não thường khởi đầu từ so sánh, hạnh phúc vốn không khó, điều khó nhất là ở cặp mắt có nhận ra hạnh phúc hay không.
những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi trong cuộc sống này, nghĩ kỹ lại có chuyện nào không phải hạnh phúc, kỳ thực. Hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên, hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình, chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Người xưa nói, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được nhưng cũng không muốn nhả ra. Rốt cuộc là tự hành hạ chính mình, khi chưa đạt được điều gì mình muốn, tâm trạng sẽ xấu đi, thì mọi thứ đều là mớ bòng bong. Có người thua cuộc, thường không phải thua bởi người khác, mà là thua bởi cảm xúc của tự mình, tâm trạng xấu. Không chỉ làm giảm mất hình tượng của mình, còn giảm thấp năng lực của tự thân, khuấy đảo tư duy, ảnh hưởng nặng nề đến tiếng tăm của mình. Con người, điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ, vì khi đó không khác gì bà vợ tham lam trong chuyện, ông lão đánh cá và con cá vàng. Lòng tham không kiểm soát thì cuối cùng lại chẳng còn lại gì, lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản. Mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo, nhà có rộng lớn thênh thang, thì đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, đồ ăn đồ uống có nhiều đến cỡ nào, thì ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa, con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ, giảm thiểu dục vọng thêm phần thanh bạch, hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.